quý vị, những món ăn như là phở này, bánh cuốn, chả giò là những món ăn đặc trưng của người Việt Nam chúng ta. Người Bắc thì thường gọi là món nem rán, còn người Trung thì gọi là ram, và miền Nam chúng ta sẽ gọi là chả giò. Và trải qua rất là nhiều thời kỳ khác nhau thì những đầu bếp cũng đã chế biến những cái nguyên vật liệu thay thế một chút để đa dạng món ăn hơn. Chẳng hạn là chúng ta đã có những chả giò từ thịt heo này, chả giò gà, hay là tôm, hay là cua. Và ngay cả cái vỏ bọc bên ngoài thôi cũng rất là đa dạng, có thể là bánh tráng hay bánh tráng rế, bánh đa vừng, rất là nhiều loại khác nhau. Và hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thực hiện một loại chả giò. Chúng ta sẽ thử xem là liệu rằng anh Vũ đã sáng tạo ra món ăn này có ngon miệng không quý vị nhé. Chào anh Vũ. Chào Thanh Mai. Rồi món này hơi bị lạ đây. Tại vì thực ra hến thì rất là ngon đó. Ăn thì nó đậm đà, nó ngọt lắm. Nhưng mà không biết là chả giò hến thì nó ra sao đây. Lát nữa đây, sau khi mà Vũ chiên xong món chả giò này, Vũ sẽ mời Mai đúng không? Mai ăn và cảm nhận được nó sẽ ngon như thế nào ha. Rồi bây giờ anh Vũ giới thiệu giúp Mai nguyên vật liệu nha. Nguyên liệu cho món chả giò hến gồm có khoảng 200g hến, nửa củ hành tây, 1 khúc cà rốt, 2 tép tỏi bầm giúp món ăn sẽ cho thơm, 1 ít ngò rí, hành lá. Món này á, chúng ta sẽ dùng bò bía ngọt chúng ta gói, một ít salad cà chua dùng để cho trang trí, tương ớt ăn để ăn kèm cho món này, một ít bột bắp á, dùng để khuấy thành hồ để dán lại. Gia vị chúng ta sẽ dùng là hạt nêm từ thịt nè, tiêu xay và một ít dầu để chiên. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện anh Vũ ha. Hến á, thì chúng ta mua về ha, sau đó chúng ta rửa sạch và lược để cho không còn tạp chất nữa. Sau đó chúng ta để ráo nước như thế này để Thanh Mai. Hành tây chúng ta lột vỏ, sau đó chúng ta sẽ cắt miếng mỏng như thế này ha. Cà rốt mua về chúng ta phải rửa sạch trước ha, sau đó chúng ta mới lại bào vỏ và cắt miếng mỏng như thế này. Đừng có bào vỏ xong rồi mới rửa là thì làm như vậy là không tốt, sẽ mất những vi chất ở trong cà rốt Thanh Mai. Sau đó chúng ta cắt mỏng và sau đó chúng ta sẽ cắt sợ luôn ha. Nếu mà nói đến hến á, thì Mai thấy là Huế là quê hương, món quê hương của hến. Và có nhiều món ăn bắt nguồn từ hến, chẳng hạn như là cơm hến này. Bún hến nè. Thanh Mai biết không, hến thì làm rất là cực. Đúng không? 15-16kg hến mới ra được 1kg thịt hến như thế này. Rồi, và bây giờ thì sau khi mà anh đã cắt cà rốt này, rồi bây giờ chúng ta sẽ bầm tỏi ha. Tỏi thì chúng ta đập dập và sau đó chúng ta cũng cắt nhuyễn luôn. Sau đó chúng ta sẽ cho vào chảo chúng ta phi thơm. Cho thêm một ít dầu ăn vào đây. Rồi, tại sao lại xào? Chứ mà thấy thường thường những cái món khác là chúng ta sẽ cuốn sống. Và sau đó mới cho vào chảo chiên lên. Nhưng mà cái này thì chúng ta lại nguyên vật liệu chúng ta phải xào sơ trước hả? Với thịt hến thì chúng ta sẽ xào sơ trước. Để làm chi? Để loại bỏ cái mùi tanh của hến với Thanh Mai. Chúng ta xào sơ như thế này. Xào sơ để làm chi? Để thịt hến nó sẽ khô nước nữa, để khi mà chúng ta cuốn chả giò á thì chả giò nó sẽ không bị mềm nữa thôi mà. Sau đó chúng ta sẽ cho hành tây và cà rốt vào luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nêm với lại hạt nêm từ thịt cho món ăn thơm ngon và đậm đà. Và cái hến thì cũng hơi đậm đà rồi. Chắc là chúng ta không cần phải cho nhiều lắm phải không anh? Đúng rồi, với khẩu phần khoảng 4 người ăn như thế này chúng ta chỉ cần cho một muỗng cà phê hạt nêm từ thịt thôi. Và thêm một ít tiêu xay nữa. Chúng ta sẽ xào lên. Nghĩa là chúng ta sẽ xào đầy đủ chín hết rồi chúng ta mới cuốn phải không? Đúng rồi. Như vậy chiên thì chúng ta chắc là chiên sơ đó chứ đã chín ở bên trong rồi. Đúng rồi, chỉ chiên để chín bên ngoài để giòn thôi. Với lại Thanh Mai biết không, bò bía ngọt á rất là mau vàng. Cho nên là chúng ta xào sơ như vậy cho vào thì khi mà bên ngoài vỏ bò bía ngọt á nó vàng là được rồi. Và bây giờ thì bắt đầu đến cái công đoạn quan trọng là công đoạn cuốn đây phải không? Quan trọng nhất là phải vệ sinh, là chúng ta phải rửa tay bằng xà bông diệt khuẩn. Chắc là anh Vũ cũng đã chuẩn rửa tay rồi đúng không? Đầu tiên là đặt cái bò bía ngọt trên thớt hoặc là dĩa ha. Sau đó chúng ta sẽ gấp hai mép lại ha, như vậy đây. Đó, sau đó chúng ta sẽ cuộn lại Thanh Mai. Sau khi cuốn lại đều như thế này, chúng ta sẽ dùng một cái cọ quét cái thừng, cái phần mà bột và năng á chúng ta làm, hoặc là bột bắp á chúng ta làm hồ á để giữ cho nó chắc lại Thanh Mai. Đó là rồi. Như vậy chúng ta sẽ chiên chả giò Thanh Mai nha. Mở lửa lớn lên ha,
lửa nóng rồi đó Thanh Mai. Với những cái món chả giò chúng ta sẽ không chiên cái lửa lớn quá. Nếu làm như vậy ở bên ngoài nó sẽ rất là dễ bị cháy khét Thanh Mai ha. Đặc biệt là bò biến ngọt á, thì chúng ta lại càng không để dầu nóng nữa ha. Để dầu vừa ấm tới, sau đó chúng ta sẽ chiên. Và khi cho chả giò vào á, thì chúng ta sẽ cho bên thành của chảo như thế này đó Thanh Mai. Không bắn phải không anh? Đúng rồi. Cho lúc chờ đi, mời anh trang trí trước ha. Đây, cà chua thì chúng ta sẽ cắt đôi như thế này ha. Sau đó chúng ta sẽ cắt làm hai hoặc làm ba thì cũng được, cắt múi cao như thế này đó Thanh Mai. Salad cũng vậy, chúng ta để nguyên cuốn luôn. Và chiên cái này là phải chiên ngập dầu thì nó mới ngon anh ha. Chúng ta nên chiên ngập dầu. Rồi Mai thấy là bắt đầu chín rồi đó nha. Thấy vàng ươm mà đẹp quá đi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vớt ra ha. Vớt ra như thế này. Để vớt dầu. Sau đó chúng ta sẽ cho vào giấy thấm dầu. Đây, có giấy thấm dầu đây. Để đây, dạ, cảm ơn anh Mai. À, món này chúng ta sẽ ăn kèm với tương ớt ha. Tương ớt có thể rưới lên trên chấm ăn kèm. Rồi để con á.